Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại đến với một video tâm sự nha mọi người. Mình sẽ tâm sự với anh em chuyện yêu qua game. Có nên yêu qua game hay không? Bản thân mình đã từng là một người yêu qua game. Và mình cũng chia sẻ thẳng thắn luôn với mọi người đó là hiện tại thì mình và người ấy đã chia tay rồi các bạn ạ. Mình không nói tất cả rằng là tình yêu qua game thì anh em sẽ khó được hạnh phúc. Và hầu như đó là yêu qua game rồi yêu xa là những chiếc sừng đắng cay anh em ạ. Dù là cũng không hẳn, bởi vì có những người người ta yêu nhau qua game, người ta rất hạnh phúc, người ta cưới nhau rồi. Thì cuộc sống mà, tất cả mọi người khi yêu nhau thì các bạn đều mong muốn được một điều rằng đó là được ở cạnh người mình yêu, được chăm lo cho người mình yêu. Chứ còn là đâu ai muốn yêu xa đâu. Nhưng hoàn cảnh nó bắt buộc người ta phải như vậy anh em ạ. Có những người rất dễ dàng tìm được người yêu ở gần, nhưng có những người thì lại không được như vậy. Và người ta gọi là yêu xa mọi người ạ. Yêu xa, các bạn chơi game chung với nhau, hầu như là để có được tình cảm thì các bạn chơi game qua những cái trận đấu ghép ngẫu nhiên. Rồi là thì chơi với bạn này cũng vui, thì chơi với bạn này thì nói chuyện dễ thương các thứ. Rồi là các bạn chơi game lúc nào cũng có nhau, các bạn rủ nhau, các bạn mời nhau chơi game và luôn đi cùng nhau. Đầu tiên thì có thể là các bạn sẽ chơi team squad với nhau, nhưng rồi có một cái mong muốn gì đó đã khiến cho hai người các bạn, dù là các bạn sẽ chơi đua với nhau nhiều hơn. Ai và thật sự là không hay lúc nào bạn đã cảm thấy thích người ta rồi, và nhiều khi là bạn còn yêu người ta nữa. Bạn mê cái giọng nói ở trong game. Dù là các bạn xin Facebook nhau, các bạn xin những cái số điện thoại của nhau, các bạn nhắn tin cho nhau, và rồi người ta gọi đó là yêu nhau. Qua những cái cuộc nói chuyện, qua những trận game Free Fire, các bạn trở thành một cặp. Và có một điều đó là thật sự là hầu như là những cái mối tình mà anh em yêu nhau qua game thì nó đều không bền vững cả. Ở đây thì mình nói cả những chị em nữa nha, cả trai lẫn gái thì các bạn đều có thể là có được cái tình yêu qua game cả. Mình không nghĩ điều này là xấu. Và hiện tại thì những các bạn chơi game Free Fire, các bạn đang rất là trẻ luôn. Hầu như là các bạn 15-16 tuổi, các bạn yêu qua game rất nhiều, có thể là nhỏ tuổi hơn nữa. Thì mình nghĩ là cái chuyện này bình thường thôi. Con người sinh ra mà, ai cũng có thể gọi là có tình cảm yêu quý đối với một người khác giới. Từ lúc anh em mà học sinh thì nhỏ thì còn chưa biết gì. Đấy, có những người thì người ta hạnh phúc, người ta yêu nhau qua game, người ta hạnh phúc như thế. Còn có những người thì chỉ là những trận game, chỉ là giọng nói. Hoặc là nhiều khi mà anh em chơi game với một đứa con gái đi, hoặc là một đứa con trai đi, có rất nhiều các bạn thích nhau nhưng các bạn không dám thổ lộ cái tình yêu của mình. Các bạn nghĩ rằng là chỉ là mơ mộng thôi, chỉ là game thôi. Nhưng mà thế giới ảo, tình yêu thật anh em ạ. Mình phải nói với anh em là như vậy luôn. Các bạn không hay là chỉ qua những trận game, chỉ qua những giọng nói, hoặc là sau đấy thì các bạn đã liên hệ với nhau, các bạn đã gọi điện cho nhau hàng đêm mỗi tối, video call với nhau. Và thật sự rằng là tình yêu nó lớn lên qua từng ngày. Chỉ là thế giới ảo thôi, chỉ là một trò chơi ảo, trò chơi trên mạng thôi. Nhưng mà tình yêu các bạn là thật thì mình không hề phủ nhận những điều này. Và thật sự là mình rất là ngưỡng mộ những cái bạn yêu nhau qua game mà cưới được nhau luôn. Thật sự luôn anh em ạ. Bởi vì là trong cuộc sống này thì không dễ gì mà hai con người gặp nhau. Đã thế lại còn là gặp nhau qua game nữa. Chỉ là những cái trận game thôi anh em ạ. Chỉ là những giây phút các bạn nhường đồ cho nhau rằng là bạn lút trái tim tớ được không này, hay là anh cho em túi máu này, anh sẽ bảo vệ cho em. Có những người các bạn chơi qua những trận game cùng những bạn gái, những bạn trai, các bạn chơi hay hơn người ta. Rồi là tự nhiên trong con người các bạn sinh ra một cái mong muốn, đó là mình sẽ bảo vệ người ta, sẽ là y tá cho một cái anh chàng nào đấy này, hoặc là anh sẽ là vệ sĩ của riêng mình em. Thật sự là chuyện yêu qua game hầu như là đều là những tình yêu đẹp. Chỉ là có một điều, hầu như thì kết thúc nó không có hậu anh em ạ. Đấy là những điều mà Kẹo muốn chia sẻ với anh em về chuyện rằng là anh em yêu nhau qua game. Đấy, thì chính bản thân mình cũng đã từng là một người yêu qua game rồi anh em ạ.
Mình nghe giọng nói của người ta, mình mê giọng nói của người ta. Dù mình mong muốn đó là chơi game sẽ được bảo vệ người ta, sẽ là vệ sĩ của riêng mình em thôi. Anh sẽ là vệ sĩ của riêng mình em, luôn luôn cover phía sau em, luôn luôn là người bảo vệ em. Anh sẽ nhường cho em những đồ ngon nhất, còn bản thân anh thì anh có thể là không có gì cả cũng được. Ngay cả lúc chơi game thì cũng như vậy luôn các bạn ơi. Các bạn chơi game hầu như là khi mà các bạn đã cảm giác như các bạn thích một cái hình bóng nào đấy, các bạn rung động rồi, các bạn yêu rồi thì các bạn sẽ không muốn chơi game với bất cứ một ai khác, sẽ không còn niềm vui nữa, mà các bạn chỉ muốn chơi game với một người duy nhất luôn. Đó là cái người mà các bạn yêu thương, đó là cái người mà các bạn muốn chơi game cùng mỗi ngày luôn. Thì mình cũng như vậy, một thời gian thì chúng mình nhắn tin với nhau, rồi là có những câu chuyện nói qua nói lại và không hay là mình đã yêu người đó rồi. Thế là yêu thì cũng đành phải thổ lộ thôi, cũng phải nói thẳng ra là thổ lộ với người đấy rằng là anh yêu em. Anh biết rằng là cái trò chơi này nó chỉ là một trò chơi ảo thôi, nhưng mà tình cảm anh dành cho em là thật, và anh thật sự là anh mê giọng em. Anh mê, anh yêu em từ những lúc chơi game chung với em. Anh có một cái cảm giác gì đấy rất là cuốn hút về cái con người em, và mình yêu người đấy thật sự luôn. Thế giới ảo, tình yêu thật, nhưng mà trò đời thì đắng cay anh em ạ. Tức là như này anh em ơi, câu chuyện của mình đó là có thể là đầu tiên các bạn chơi chung game với nhau đi, các bạn còn cảm thấy thích nhau đi, nhưng rồi thì những cái tình cảm qua game nó rất là phai nhạt luôn. Rồi một ngày thì cái nửa kia, người con gái ấy, hầu như là người ta đã chán mình rồi các bạn ạ. Và người ta chơi game chung để tìm cảm hứng với một người khác luôn các bạn ơi. Và mình thấy là thật sự mình đau lòng. Mình biết được những tin nhắn qua mật khẩu Facebook của nhau. Các bạn yêu nhau bây giờ rất là hay cho mật khẩu Facebook của nhau. Rồi là đêm, mình đã nói rằng là em đi ngủ đi, anh lo lắng cho em. Nhưng người ta vẫn mặc kệ, người ta chơi game với một đứa con trai khác. Thật sự là mình rất là buồn luôn. Nhưng cũng chỉ câu nói rằng là chỉ là bạn thôi, tại sao anh phải nghĩ nhiều như thế. Em chơi game với bạn thì có gì sai đâu. Bởi vì là khi các bạn yêu nhau qua game, các bạn rất là nhạy cảm luôn. Đơn giản là cũng vì game mà các bạn đến với nhau. Và khi mà người con gái của các bạn chơi game với một đứa con trai nào khác, thật sự là anh em có một cái cảm giác rất là bứt rứt, rất là khó chịu ở trong lòng. Và hầu như là các bạn không thể làm được gì khác cả. Đơn giản là yêu qua game lại còn nhất là yêu xa luôn, thì các bạn sẽ không có thời gian để các bạn chăm sóc cho bạn gái. Các bạn chỉ là qua những trận game, các bạn chỉ là hỏi han khi người ta bị bệnh, các bạn chỉ là nhắc nhở người ta ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ thôi anh em ạ. Thật sự là các bạn yêu nhau qua game, các bạn rất muốn gần nhau luôn. Các bạn muốn rằng là bên cạnh để lắng lo, để chăm lo cho cái cuộc sống của người ta. Muốn bên cạnh mỗi ngày nắm tay cùng đi với nhau, rồi là cùng chơi game chung với nhau, cùng nhau xem phim, rồi là cùng nhau ăn uống với nhau. Nhưng rất là ít bạn có thể là thực hiện được cái điều đó. Đơn giản là khi mà các bạn yêu nhau qua game thì phần lớn là các bạn đều là những người rất là trẻ luôn. Vì thế nên là có thể là anh em phụ thuộc vào bố mẹ nhiều nữa, anh em phụ thuộc vào cái gia đình của anh em. Các bạn có hiểu được cái cảm giác của mình khi mà người con gái của các bạn nói rằng là em đi ngủ rồi, nhưng thực chất là các bạn xem lịch sử thì có thấy là đang chơi chung trận đua với một thằng con trai khác. Bởi vì là mình có xem được Messenger của người ta mà các bạn, mà thật sự rằng là mình cảm thấy rất là đau lòng luôn. Mình nằm, mình khóc, mình không ngủ được các bạn ạ. Cái quãng thời gian đấy, nó là cái quãng thời gian mà mình đã cố gắng chịu đựng người ta luôn. Mình không hề nói gì luôn, mình chỉ là hỏi rằng là em chơi game với ai đấy, tại sao không ngủ hay là gì đấy. Người ta cũng trả lời là chỉ là bạn thôi anh ơi, chỉ là bạn thôi. Bạn cái gì? Là bạn thế anh với em chơi game chung với nhau đây, cũng từ những người xa lạ trở thành những người yêu nhau đây. Thật sự là cái cảm xúc của mình lúc đấy rằng là yêu bao nhiêu thì mình thất vọng bấy nhiêu luôn. Mình chán nản mọi thứ luôn. Và đó là cái quãng thời gian mình bỏ game luôn, mình không chơi game nữa.
Nếu như không còn người ta thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ không còn có hứng chơi game nữa. Nhưng hàng ngày các bạn thấy rằng là người ta chơi game, dù là người ta là hạnh phúc với người khác mà không phải mình, bản thân các bạn rất là đau lòng luôn. Các bạn đau lòng nhiều khi là các bạn không thể nói nên lời được. Đơn giản là mình chỉ là người lặng lẽ, mình chỉ là người âm thầm, mình chỉ là người bảo vệ em, quan tâm lo lắng cho em trong những trận game mà thôi. Bây giờ đã có người khác kế bên rồi thì bản thân của các bạn rất là buồn luôn. Đơn giản là không được ở cạnh người ấy, không được chơi game cùng người ấy đã là những cái nỗi buồn rất là lớn rồi. Mình hiểu cho tâm trạng của các bạn. Và nếu như là ngày hôm nay, các bạn nhớ like và chia sẻ cho video nha. Nếu như mà các bạn đồng cảm với những cái người mà người ta yêu nhau qua game. Đơn giản thôi, nhiều người nói rằng là yêu nhau qua game, mày là ngu, rồi là yêu nhau qua game, rồi là sẽ có những chiếc sừng. Nhưng mà thật sự rằng là tình yêu qua game rất là đẹp luôn. Chỉ khi là hai người các bạn hiểu nhau và các bạn thấy rằng là game nó đã vun đắp cái tâm hồn của các bạn như nào. Các bạn gọi điện cho nhau, các bạn hát cho nhau nghe trong những trận game. Thật sự là những kỷ niệm mà vô cùng là hạnh phúc. Bởi vì mình là một người đã yêu qua game, mình hiểu được cái cảm giác đấy luôn. Thật sự rằng là khi mà không còn người ta nữa, người ta không còn chơi game với bạn nữa thì bạn rất là buồn luôn. Nó là một cái nỗi đau từ tim. Nhất là khi mà các bạn thấy rằng là chính mắt người con gái hoặc là người con trai chơi game cùng với một cái người khác giới khác. Thật sự là cái bản thân của các bạn đau không thể nào diễn tả được. Các bạn chán nản mọi thứ, chán game và không hề quan tâm đến game nữa. Nhiều bạn đã bỏ game, các bạn không còn quan tâm đến game nữa, thật sự luôn. Các bạn cảm thấy rằng là cuộc sống này, thế giới ảo nó cũng chỉ là ảo thôi. Nhưng mà anh em đừng bi quan như thế nhá. Rồi là anh em có thấy không, có rất nhiều bạn đã yêu nhau qua game, các bạn ấy đã cưới nhau và sống rất hạnh phúc với nhau luôn. Thì mình mong rằng là những bạn đang xem video này ngày hôm nay, những bạn đang yêu nhau trong game này sẽ có cho mình một tình yêu đẹp. Và mong rằng là các bạn sẽ yêu nhau, các bạn sẽ cưới nhau, các bạn sẽ luôn bên nhau luôn. Chứ không như mình đã yêu nhau qua game và đã thất vọng như thế nào luôn. Khi mà người con gái của mình, nói như vậy thì có lẽ là không phải, người con gái mà mình thương yêu lại như vậy, lại đối xử với mình như vậy. Và dù người ta cũng yêu một cái người khác qua game các bạn ạ, người ta bỏ rơi mình. Thật sự là anh em có biết cái cảm giác đấy nó đau như thế nào không? Hôm nay mình làm video này mình chia sẻ với các bạn, đó là những cái tâm sự thật sự ở trong lòng của mình luôn các bạn ạ. Mình làm cái video này cho mọi người xem với những lời khuyên cho mọi người. Mình đã thật sự mình khóc. Mình khóc cho chính cái mối quan hệ của mình, cho chính tình yêu của mình trước đây, rằng là một tình yêu qua game đã chết luôn. Thật sự luôn là mình cực kỳ mình buồn vì cái điều này. Mình mong rằng là sẽ không ai phải khổ đau như vậy nữa. Các bạn yêu nhau qua game, mình mong muốn rằng là các bạn đang xem video này sẽ có một kết thúc đẹp, sẽ kết thúc bằng một cái đám cưới chứ không phải là như mình. Thật sự luôn, mình rất là buồn luôn anh em ạ. Đó là những cái chia sẻ của mình về câu chuyện yêu qua game của mình. Và nếu như mà anh em thấy đồng cảm, anh em thấy thương cảm cho mình, anh em đừng quên đó là hãy like và chia sẻ video giúp mình nha anh em. Hôm nay có lẽ như là tâm sự với anh em thế này cũng hơi nhiều rồi. Vậy nên là hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Và chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Tạm biệt anh em.